OK, xin chào 500 anh em đã đến channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em model map Việt Nam có tuyết ở trên Sapa nha. Đó, đó anh em thấy không? Tuyết rơi khá đẹp luôn nha. Đó, anh em thấy này. Đó, khá đẹp tuyệt vời luôn nha. Rồi mình sẽ lên xe và trải nghiệm map rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh em model map Sapa của Việt Nam nha. Đó, anh em thấy sao? Khá là đẹp rồi nha. Mình sẽ phóng cao lên cho anh em xem này. Đó, tuyết dài trắng luôn. Đó, anh em thấy không? Khá là đẹp luôn nha. Và hiện tại mình đang chơi vô lăng của Hyundai nha. Link vô lăng mình có để dưới phần mô tả của video và nhà xe chiến thế nha. Mình có để dưới phần mô tả của video luôn, anh em nào thích thì đao về chơi nha. Bây giờ mình sẽ đi qua trạm thu phí này. Đó, chuẩn bị lên Sapa nha. Chuyến xe chở khách lên Sapa du lịch. Map khá đẹp luôn. Đó, khi qua trạm thu phí này mất 5.000 nha. May là mình có mỗi 5.000, vừa đi qua trạm thu phí thì vừa hết tiền anh em ạ. Mát khá là đẹp luôn nha. Núi tuyết cũng có tuyết luôn anh em ạ. Tuyết phủ đầy núi luôn kìa. Đó, cây cối thì cũng có tuyết nó đọng vô luôn nha. Khá là thực tế luôn anh em ạ. Mình sẽ phóng cao lên cho anh em xem này. Đó, anh em nhìn thấy từ cảnh từ trên quay xuống không? Đó, cây tuyết trắng phau khá là đẹp. Thực ra là model này, model tuyết là model cũng dễ thôi. Anh em nhớ xem hết video của mình và tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em model nhé. Khá là đẹp. Vô lăng cũng đẹp luôn nha. Vô lăng đẹp, map tuyết rơi cũng đẹp luôn. Anh em nhớ coi hết video của mình là sẽ hiểu model map tuyết rơi này thôi nha. Map khá là thực tế luôn anh em ạ, giống y chang ở ngoài đời thật ấy.
Đó, mình lại phải qua một cái trạm thu phí nữa này anh em này. Đó, chạy cái map này qua rất nhiều đồi núi. Khá là đẹp. Đó, anh em thấy nhà xe chuyển thế không? Hoa văn vẽ khá là đẹp luôn nha. Cũng khá đẹp. Anh em nào mà mod map này về đảm bảo anh em mê luôn ấy. Mình còn mê nữa nữa là anh em đó, cây cối à, khá là tuyệt vời luôn. Đó, mình sẽ phóng lên cao cho anh em xem này, cảnh từ trên nhìn xuống dưới này, đó khá là đẹp luôn, quá đẹp luôn, không phải là vậy, khá đẹp nha, quá đẹp. Rồi video của mình sẽ dừng tại đây nhé, và giờ mình sẽ hướng dẫn em làm sao mà để mod được map tuyết rơi của Việt Nam Sapa này nhé. Đây, đầu tiên anh em vào Vativer cho mình nhé. Rồi anh em kiếm cho mình mục download nha. Đó, cái mod này là mình có để ở dưới phần mô tả của video nhé, anh em download về cho mình nhé. Sau đó anh em download rồi anh em sẽ bấm nó cho mình này. Xong bắt đầu anh em bấm giải nén tại đây nhé. Đó, sau khi giải nén tại đây là nó sẽ hiện ra cái mục này anh em này. Mobile Map Model Bit V3.3.4 này. Đó, anh em bấm nó cho mình nhé. Rồi sau đó anh em lại bấm cho mình cái mục cuối cùng này. Mục số 3 cuối cùng là Model này. Anh em bấm nó cho mình nhé. Đó, rồi sau đó anh em lại bấm cho mình mục số 2 này, soát này. Anh em dí liền vào cho mình nha. Rồi sau đó anh em bấm nút sao chép hay cắt đều được nha. Mình sẽ sao chép nha. Sao chép này. Rồi bắt đầu anh em trả về hẳn cho mình này. Trả về nha. Trả về này. Rồi trả về nữa nha. Trả về nữa nha. Rồi sau đó anh em bấm cho mình mục Android nha. Rồi OBD này. Rồi 0.nano đây nha. Rồi sau đó anh em bấm cho mình Main nha. OBD đây này. Đó, xong rồi là acid nha. Rồi sau đó anh em bấm cho mình mục pin nha. Rồi data nha. Rồi sau đó anh em dán cái mục hồi nãy anh em copy vào đây. Đó, dán cho mình vào đây này. Chạm 100% là được nha.
Đó, như vậy là xong rồi. Anh em nhớ coi hết clip của mình và xem bài hướng dẫn model như thế nào nhé. Và mình sẽ quay lại game cho anh em xem này. Đó, anh em thấy không? Khá là đẹp luôn nha. Đó, clip của mình dừng lại đây. Anh em nào nhớ like video cho mình và share cho mình nha. Rồi, bye bye.